Okay, today I'm gonna pump up the tire. Okay, so if you don't know where the PSI is, open the driver's side door. Okay, this vehicle is 32 PSI. That's how much air you want to add in. Okay, this 32 PSI. Okay. Ok, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách bô bánh xe. Ok, bánh xe hơi cộng bao nhiêu. Ok, là mình mở cái driver side door. Ở đây nó có viết 32 PSI. Là mình phải bơm tới 32 PSI cho nó. Ok, không gì vậy sao, nhằm khi nó bơm nó nổ bánh xe luôn. Hay là bơm không đủ hơi thì ở đây nó có viết 32 PSI. Ok, thấy không? Now, because the tire is sitting for like 2 months, I don't know if it's leaked air or not. So, I'm gonna put the tire, put the pressure on. Okay, unit tire, PSI, right here. I want to do 32 PSI, okay? Now, bánh xe này đó là chuyên sao mình ở bỏ trong mùa hè đó 2 tháng rồi. Mỗi bên nó có xì hơi không? Rồi bây giờ mình cộng hơi vô. Là mình muốn bơm là 32 PSI. Ok, nào bơm. Bỏ 2 tháng nó xì hơi. Xì á, nó xì dép à. Phải bơm tới 32. Nè, 25 rồi nè, à, ok. Bơm nữa. Buông nó thì nó nhảy, ok 30. 22 nữa. Ok, 32.6. Ok, mình lên cho nó 33 đi, tại vì mùa đông. Ok, 33 rưỡi được, ok. Đã có. Ok, put the cap in. So use normally I do like, even say 32 PSI. Normally I do like 34 or 33, because of winter. Because when it's cold, it's easy to leak, it's cold and hot. So I add one more pound, like 33, just to be safe. That's all. Ok, move on to the next one. As you can see, the tire is pretty flat right now. Why? Because it's sitting there like 2 months already over the summer. So that's why right now winter, because it's winter, now we come back for winter. So I'm gonna add air in. So 32 PSI. So in Canada, you see, I go for 33. If I release, it's that, tell me how much pressure I have. Oops. This thing broken or what? Too much. 35, so 34. Okay, release a little. Nó tiếng gì? Bởi mình bơm thêm 1 pound chắc ăn hơn chút. Ok. Fire. See how. You can see it's low right now, flat. Okay, that should be good. Normally I do for 33, even through say 32. Okay. PSI. Đó là cách bơm bánh xe đó các bạn. Okay. Okay, it's the last one. See how much pressure we have. It's pretty low actually. It's only 3.4. Đây là những cái bánh xe mùa đông mà đến khi mùa hè mình đã tháo, mình cho nó nằm nghỉ ngơi 2 tháng mùa hè. Bây giờ là mùa thu nhưng mà đã có dấu hiệu là tuyết xuống quá nhiều rồi, cho nên là tụi mình thay bánh xe và đem cái bánh xe mùa đông ra thì nó xẹp như thế này. Cho nên là mình đã hướng dẫn những cái cách để mà
cho các bạn tham khảo cái cách bơm bánh xe hơi như thế nào á. Everything is done. Check. Rồi video mình đã quay hết 4 cái bánh xe cái cách như thế nào cho các bạn xem đó. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bye bye. Bye.